137 đại biểu 122 thi đua chào mừng kỷ niệm 50 năm chiến sự quan tâm lãnh đạo của huyện điện thực hiện đúng quy chế nghiêm túc khẩn. Hiện nay 100 đại biểu về dự đại hội nhiệm kỳ 2022-2027 đã đủ. Báo cáo kết quả thẩm tra nhiệm kỳ lần thứ tư nhiệm kỳ 2022. Hội đồng chức huyện Sóc Sơn là năng lực tiêu chuẩn của đại biểu và cách thức bầu cử phủ kín 100% số xã thị trấn nông thôn mới và tích cực tham gia hoạt động thi đua yêu nước và các 17/2022.